Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Hôm nay thì là video cũng hơi chảy. Bây giờ là khoảng chín giờ 15 phút tối giờ Cali. À, thì đầu tiên hết đó, các bạn đã nhìn thấy được là thị trường chứng khoán hôm nay rất là xanh. Chúng ta có cả ba chỉ số đó đều xanh hết. Chúng ta có chỉ số xanh nhất ngày hôm nay là Nasdaq tăng 2.48%, chúng ta có S&P 500 thì tăng 1.76% và Dow Jones hôm nay đã hồi phục trở lại tăng 1.17%. Thì tại sao vậy các bạn? Có phải chúng ta có thông tin gì tốt hay không? Thì thật ra hôm nay đây chúng ta lại sẽ tiếp tục chia sẻ khá là nhiều những thông tin liên quan ngân hàng tại vì đây là cái tài liệu có cái tầm ảnh hưởng nhất ở thị trường hiện tại, ảnh hưởng hết tất cả thị trường và đương nhiên trong đó cũng có thị trường crypto và chúng ta cũng có một số những cái thông tin ảnh hưởng riêng đến crypto tôi sẽ chia sẻ trong video này với các bạn Nhưng mà những gì xảy ra ngày hôm nay đó là tốt tạm thời các bạn nhưng mà dài hạn đó thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái sự ảnh hưởng là tốt đối với rất nhiều loại tài sản tại vì nói tóm lại ra cuối cùng thì tiền vẫn sẽ được in ra và sẽ được đẩy vào trong thị trường để chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn tại vì khi mà các bạn đọc những cái bài báo hiện bây giờ đó họ dùng những cái từ ngữ à, như là mua tài sản hay là à, dùng tài sản thế chấp rồi fed cho vay mượn ngắn hạn họ dùng những từ ngữ đó nhưng mà họ không muốn dùng từ ngữ là cứu ngân hàng nhưng mà trên căn bản đó đó là điều đang xảy ra và để cứu ngân hàng thì à, fed cần tiền các bạn và thường sẽ có nhiều dẫn chứng cho các bạn thấy được là những gì đang xảy ra hiện tại và tại sao lịch sử sẽ mãi lặp lại và những tài sản nhất là những tài sản như là BTC có cái nhu cầu có sự khan hiếm thì sẽ tăng theo thời gian đầu tiên hết thì chúng ta hãy bắt đầu tiếp tục xem những cái thị trường nói chung hôm nay xem tình hình như thế nào thì chúng ta hiện bây giờ có pre-market hiện bây giờ là không có sự thay đổi nhiều các bạn lên xuống là 0.02, 0.05 thì cũng không có xu hướng nào rõ rệt hết và nếu chúng ta nhìn vào vàng ngày hôm nay thì sao các bạn là vàng hôm nay đó lại có một cái sự tăng trưởng là 0.45% ở mức là 1931 đô cho một ounce vàng. Coi như chúng ta đã trở về cái mức 1900 đô rồi, tại vì chúng ta đã dưới cái mức này một thời gian. Còn về dầu thì sao? Hợp đồng dầu đó hôm nay tuy là có sự hồi phục là 1.11% nhưng mà hợp đồng dầu vẫn dưới 70 đô la. Còn về crypto thì sao? Crypto đó, nếu chúng ta nói tới BTC thì các bạn thấy được cái BTC Cách đây và tiếng đồng hồ lại có một cái sự tăng trưởng trở lên Muốn thử lại cái mức là 26.000 đô các bạn Thực ra chúng ta đã đến rất gần rồi cái tay hai tiếng đồng hồ đó Là mức 25.906 thì bây giờ là 25.734 Gần đây đây cái mức cao chúng ta thấy đó chính là ngày 14 tháng 3 Lúc đó là khoảng 26.396 Các bạn đã thấy được là BTC đó sau thứ sáu tuần vừa rồi đó cái vụ à, à, lộn xộn liên quan đến SVB và USCC đó sau đó các bạn thấy BTC đã có cái sự tăng trưởng và vẫn giữ mức là hơn 24.000 đô và bây giờ muốn trở lại được cái mức cao cách đây vài ngày là 26.300 đô còn về cả trên crypto thì như thế nào các bạn thấy được là cả trên crypto hôm nay cũng rất là xanh chúng ta nhìn thấy được à, là tổng số hóa nó đã tăng 4.7% thì bây giờ tổng số hóa là hơn 1.1 nghìn tỷ và cái phần trăm vốn hóa của BTC là 43.2% của Ethereum là 17.9% của tổng số vốn hóa thị trường và hôm nay chúng ta thấy được là BTC tăng 6.2 Trong những đồng lớn này đây, chúng ta có một đồng duy nhất tăng nhiều hơn BTC đó chính là BNB các bạn BNB tăng 7.2% Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái cột 7 ngày đó thì trong một tuần qua chúng ta cũng có nhiều sự tăng trưởng coi như cũng đáng kể BTC tăng 27.3% trong một tuần qua Các bạn có uh, BNB tăng 20.5% Chúng ta coi Ethereum tăng 19.1% Polygon 15% Và Dogecoin 12% Trong thời gian là một tuần qua Từ lúc và chúng ta có cái sự hỗn loạn liên quan đến ngân hàng đó thì giá cả của crypto đã có một sự hồi phục đặc biệt là dẫn đầu bởi BTC và tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn nhiều lần là cái đợt tăng trưởng này của BTC đó có nhiều ý nghĩa đặc biệt nhất là các bạn thấy được là BTC đã có cái sự tăng trưởng xong sự hỗn loạn của những ngân hàng và đây cũng là lý do tại sao mà Bitcoin được tạo ra sau cuộc khủng hoảng năm 2008 hôm nay chúng ta lại thấy được btc lại là một cái hòn ngọc tỏa sáng trong cái tình hình bất ổn của ngân hàng như thế này bây giờ chúng ta hãy nói tới ngân hàng đi tại vì đây là cái tài liệu tôi nghĩ là quan trọng các bạn cần phải nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra hiện tại thì trước hết đó, chúng ta đã nghe nhiều thông tin liên quan tới ngân hàng thụy sĩ credit suisse đã gặp nhiều cái vấn đề và ngày hôm nay đó các bạn thấy được là cổ phiếu của credit suisse đã kết thúc coi như là không có cái sự thay đổi nhiều à, và cũng đã một thời gian ngắn ngày hôm nay đó cái cổ phiếu này đã không giao dịch rồi các bạn và sau khi đóng cửa đó thì cổ phiếu này tăng 139% tại sao vậy chúng ta có thông tin gì tốt hay là không thì uh, cuối cùng chúng ta cũng đã nghe được thông tin là Credit Suisse sẽ vay khoảng chừng là 54 tỷ đô la từ ngân hàng quốc gia thụy sĩ để mà tăng cường thanh khoản các bạn cái ngân hàng này làm ăn thì cũng khá là tơi tả và nhất là cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse đã đi xuống rất nhiều trong thời gian là 20 năm qua rồi và hôm qua có rất nhiều sự lo lắng tại vì một trong những cái ngân hàng mà hỗ trợ cho Credit Suisse đó, đó chính là một ngân hàng có tên là Saudi Arabia thì uh, ngân hàng đó coi như là không tiếp tục hỗ trợ tài chính nữa và nhiều người thì uh, lo sợ ngày qua nếu không có ngân hàng đó nữa thì ai sẽ hỗ trợ Credit Suisse lỡ như ngân hàng này sập thì ra sao và các bạn thấy được là điều đó là không xảy ra tại vì uh, Thụy Sĩ đã không để điều đó xảy ra các bạn thấy được là ngân hàng ở quốc gia Thụy Sĩ cũng đã nhúng tay vào để mà cho cái uh, ngân hàng này có thể vay mượn được chất tiếp từ ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ Tiền này từ đâu có thì uh, tôi nghĩ ai cũng đã hiểu rồi Nói chung thì cũng giống như là Fed và là ngân hàng ở Hoa Kỳ Credit Suisse là một ngân hàng Thụy Sĩ và quốc gia Thụy Sĩ đã coi Credit Suisse là một ngân hàng thuộc dạng là too big to fail quá lớn để có thể sụp đổ có nghĩa là nếu như mà để Credit Suisse sụp đổ đó thì cái tai hại sẽ xấu hơn nhiều so với việc là đem tiền cho Credit Suisse đi Chứ dù đó có thể là không phải là một cái lựa chọn tốt nhưng mà cũng tốt hơn là nếu như không làm gì hết để cho ngân hàng này sụp đổ thì hậu quả sẽ càng tệ hơn nữa Trên cuối cùng đó thì ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ cũng đã lựa chọn giống như Fed sẽ tìm cách để mà cứu Credit Suisse và các bạn thấy được là trong cái tình hình có nhiều ngân hàng đang gặp vấn đề thì bây giờ không chỉ là ở Hoa Kỳ mà các bạn thấy là ở châu Âu cũng như vậy. Nhưng mà ngân hàng trung ương châu Âu đã vẫn có quyết định là tăng lãi suất các bạn. Hôm nay đã sau khi họp thì ngân hàng trung ương của châu Âu đã quyết định là họ sẽ tăng lãi suất thêm 0.5% và lãi suất ngân hàng trung ương châu Âu hiện bây giờ nghĩa là ECB đó sẽ mức là khoảng 3% và 3% thật ra không phải là con số cao đâu các bạn 3% so với Hoa Kỳ thì vẫn còn rất là thấp đây là cái thống kê đến từ Charlie Bilello thì các bạn sẽ thấy được là ở châu Âu đó thì cái phần trăm lãi suất ngân hàng trung ương là khoảng 3.0 so với lại ở Hoa Kỳ nghĩa là US các bạn là Fed Fund là khoảng 4.63 ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là 3% ở khu vực Châu Âu không phải là một cái phần trăm lãi suất cao đâu so với những nơi khác. Hồng Kông là 5%, New Zealand 4.75, Canada 4.5 và nước Anh là 4.0 thì Châu Âu vẫn là một trong những quốc gia mà cũng tăng lãi suất nhưng mà họ đã tăng trễ hơn và tăng chậm hơn các bạn nhưng mà họ vẫn quyết tâm tăng cho dù tình hình của Credit Suisse bất ổn và có khả năng là nhiều ngân hàng khác cũng như vậy nhưng mà họ vẫn quyết định là tăng lãi suất. Tại vì sao vậy? Tại vì thu nghĩ nếu như mà ngân hàng trung ương vì những cái uh, ngân hàng đang gặp vấn đề mà không tăng lãi suất uh, thì uh, sẽ làm mất đi trọng lượng của lời nói là chống lời lạm phát. Các bạn thấy được những ngân hàng trung ương thường đã chia sẻ là khi mà lạm phát bắt đầu là không quản lý được uh, thì ngân hàng trung ương nào cũng lên tiếng nói là quyết tâm chống lại lạm phát. Nhưng mà tới lúc mà gặp vấn đề một chút liên quan tới uh, ngân hàng gặp sự cố hay là một vấn đề gì đó thì nếu như mà ngân hàng trung ương uh, lại không tăng lãi suất để mà cứu như ngân hàng thì chẳng khác gì là những lời nói trước đây những lời hứa hẹn đánh lùi lạm phát đã không còn trọng lượng nữa và lỡ như sau này người dân không còn coi trọng lời nói của ngân hàng trung ương nữa thì như thế nào các bạn? Họ sẽ không tin là ngân hàng trung ương quyết tâm chống lạm phát như vậy và lạm phát sẽ không được quản lý. Tại vì một trong những cái yếu tố quan trọng để mà quản lý được lạm phát đó là không phải chỉ là chúng ta nói về yếu tố tài chính, yếu tố lãi suất mà còn về yếu tố tâm lý nữa các bạn. Khi mà người dân nghĩ là ngân hàng trung ương sẽ có cách để mà giữ được và đẩy lùi lạm phát thì người dân sẽ từ từ bớt chi tiêu trở lại tại vì họ không còn cái FOMO trong lòng nữa. Các bạn đưa là khi mà lạm phát xảy ra đó trong bất cứ một thị trường nào người ta cũng đều rất là FOMO. Các bạn đã thấy được giá xe cũ ở Hoa Kỳ tăng như thế nào rồi tại vì ai cũng mạnh tay nếu mua hết tại vì họ sợ là không mua sẽ không có xe để mua hay là không mua đợt này đợt sau xe lại mất tiền hơn và bất động sản cũng như vậy. Thậm chí là những người nào mà biết về đồng hồ đó cũng vậy luôn các bạn những đồng hồ mắc tiền như là Rolex thì cũng đã tăng giá rất nhiều trên thị trường tuy là cái giá mà các bạn thấy ở trong những cái nơi mà có bán đồng hồ chính thức đó, thì không có tăng bao nhiêu nhưng mà thật ra các bạn sẽ không thể mua được một đồng hồ Rolex thì bây giờ nếu như các bạn không có muốn trả cái giá thị trường tại vì nếu không các bạn phải chờ tới 2 năm 3 năm thậm chí hơn tùy theo là các bạn muốn mua model nào và đây cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng mà tôi nghĩ là ngân hàng chuyên mương nào cũng hiểu cho nên hôm nay đang ngân hàng chuyên dâu đã quyết định là tiếp tục tăng lãi suất mặc dù là tình hình của Credit Suisse không có ổn. Và vì lý do đó, các bạn đã thấy được là Fed ở Hoa Kỳ Cũng sẽ họp vào tuần sau Ngày 22 tháng 3 Chúng ta chỉ còn có 5 ngày 14 giờ nữa thôi Đã đến cái cuộc họp rất là quan trọng này rồi Và trước đây đó Cuộc họp này ai cũng nghĩ là Fed sẽ tăng 0.5 Sau khi mà Fed Đã đưa ra những cái lời phát biểu Rất là nhiều hầu ở Thượng viện và Hạ viện tuần gì rồi, các bạn cũng đã nhớ Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là Mọi người đều nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25 Hầu như tất cả hợp đồng Đều nghiêng về cái phía đó, các bạn thực là hiện bây bây giờ đó là 86.4% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25 13.6% nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất nữa vẫn còn một số lượng người nghĩ là Fed không tăng lãi suất nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thường cảm thấy là cái tài liệu hợp đồng tương lai của CME liên quan đến lãi suất thay đổi liên tục luôn có nói là cái biểu đồ này thay đổi hàng giờ luôn các bạn thường nó là biểu đồ này nó sẽ không có thay đổi nhiều như vậy phần trăm thay đổi một chút nhưng mà cái xu hướng không thay đổi đợt này các bạn được xu hướng thay đổi liên tục luôn có lúc chúng ta có rất nhiều người nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất có lúc thì các bạn thấy được là hoàn toàn ngược lại có lúc thì lại cân bằng như ngày hôm qua thì tại sao vậy tại vì đối với tình hình ngân hàng thì bây giờ những cái à, sự kiện đã xảy ra trong vòng mấy ngày qua đó thì người ta không có thể nào chắc chắn được là Fed đang nghĩ gì. Tại vì Fed cần phải đưa ra một sự lựa chọn là tăng hay là không tăng. Nếu như mà không tăng thì sẽ ra sao các bạn? Nếu như mà không tăng thì nghĩa là lại thả lỏng tiền tệ. Có nghĩa là Fed ưu tiên cứu những ngân hàng hơn là để làm phát. Thì có khả năng là thả lỏng tiền tệ. Người dân thấy Fed không quyết tâm để làm phát nữa. Có khả năng là làm phát lại tăng người trở lại các bạn. Người dân có thể đi chi tiêu và mọi thứ lại sẽ tệ hơn nếu như tăng lãi suất thì sao nếu tăng lãi suất thì hiện bây giờ không ai nghĩ là sẽ tăng 0.5 hết tại vì không có lý do gì mà fed lại hawkish ngay thời điểm này nhưng mà nếu tăng nó có thể là tăng 0.25% phần lớn nghĩa là như vậy lý do tại sao thì nghĩ là sau khi mà mọi người thấy ECB đã tăng thì mọi người nghĩ là có thể Fed cũng sẽ giống như ECB cũng sẽ quyết định tăng để mà giữ trọng lượng lời nói của mình về để lừa lạm phát mà không để cho người dân nghi ngờ là chỉ cần có một ngân hàng nào đó gặp vấn đề mà thôi thì Fed sẽ đi cứu ngân hàng đó và cái lời nói liên quan đến lạm phát quyết tâm như thế nào thì coi như xóa bỏ hết. Tuy nhiên Fed không biết điều đó rồi các bạn, đó là cái yếu tố tâm lý rất quan trọng. Cho nên mọi người đều nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25%, tôi nghĩ là khả năng đó rất là cao, bản thường thường cũng nghĩ như vậy luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên như thường chia sẻ những cái chỉ số này thay đổi hoài luôn và mỗi ngày chúng ta lại mỗi có một cái thông tin mới cho nên à, nếu ngày mai các bạn thấy chỉ số này hoàn toàn thay đổi ngược lại là mọi người lại nghiêng về là không tăng lãi suất nữa cũng không có gì là quá lạ đâu nhưng mà cái mà quan trọng hơn đó không phải là đợt này các bạn thường nghĩ là đợt này Fed tăng cũng được không tăng cũng được thường nghĩ là cái kết quả một là như ý muốn Có như là tăng 025 còn hai là tốt hơn là không tăng đây là lần đầu tiên mà chúng ta bước đến gần một ngày họp của Fed mà à, thường lại không cảm thấy lo lắng như vậy tại vì thường nghĩ là kết quả là như ý muốn hay là tốt hơn mà thôi. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó không phải là cuộc họp này mà mọi người nghĩ sao sau khi mà Fed đã coi như tăng giả sử như là 0.25 đi thì đợt kế tiếp có tăng hay là không có thể đợt này phép tăng để mà giữ vững lòng tin mọi người về lạm phát nhưng mà thường nghĩ quan trọng hơn là cuộc họp kế tiếp ngày 3 tháng 5 nghĩa là khoảng chừng một tháng rưỡi sau đó thì mọi người nghĩ ra sao nếu như mà lần này đó phép tăng lãi suất là 0.25 thì lãi suất của phép sẽ ở mức là 4.75 cho đến 5.0 thì cuộc họp kế tiếp đó, các bạn thì được là 31% nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất Chúng ta vẫn có phần lớn 65% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 và chúng ta có 3.3% nghĩ là Fed có khả năng là giảm lãi suất nếu như mà tăng đợt này Con số này không có cao các bạn Nói chung đó, cuộc họp kế tiếp Phần lớn vẫn nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 Và chúng ta nhìn vào cuộc họp ngày 14 tháng 6 đi Thì nếu như mà Fed tăng thêm 0.25 nữa là lãi suất là từ 5 tới 5.25 Thì cái cuộc họp ngày 14 tháng 6 có nghĩa là giữa năm nay thì các bạn sẽ thấy được là mọi người nghĩ là Fed sẽ làm gì phần lớn lại nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn có nghĩa là bây giờ đó trên hợp đồng của CME những nhà đầu tư nghĩ là Fed có thể đã tăng đợt này đợt sau để mà giữ vững lòng tin của người dân về chống làm phát nhưng mà tới tháng 6 thì Fed sẽ phải quay đầu có nghĩa là các bạn đã nhớ là mọi người đều hy vọng là Fed quay đầu trong năm nay nhưng mà đầu năm nay đã Fed đã rất là quyết tâm nói là không nghĩ đến là sẽ quay đầu không nghĩ đến là ngưng lãi suất khi nào nó nghĩ đến là sẽ quay đầu À, xuất thiên ngân trong năm nay một thời gian nào đó không biết được nhưng mà quay đầu với lại năm sau nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là mọi người à, đang nghiêng về là fed sẽ quay đầu rất là sớm luôn có thể là giữa năm nay hè là fed sẽ phải quay đầu và giảm lãi suất chứ nếu không đó, tình hình sẽ bất ổn à, chúng ta sẽ thấy được những gì xảy ra hiện bây giờ À, chỉ là những đối pháp tạm thời mà thôi chứ còn dài hạn đó lãi suất cứ cao như vậy hoài thì sẽ ngày càng dẫn đến nhiều ngân hàng khó khăn hơn nữa và đối với những thông tin gần đây đó thì các bạn thấy được là chỉ số DXY cũng không có sự thay đổi các bạn nói chung à, thì cũng như là những người mà trade hợp đồng tương lai liên quan tới lại xuất phép không rõ xu hướng hiện bây giờ bây giờ đi xoay cũng như vậy các bạn không rõ xu hướng vẫn ở mức là 104 trăm lẻ điểm à, trong vòng mấy ngày qua nhưng mà như các bạn đã thấy là thị trường chứng khoán hôm nay rất là xanh À, một phần tại vì à, đã rõ ràng là Fed sẽ không để cho ngân hàng nào mà sụp đổ à, hơn nữa và thứ nhì là chúng ta được là Fed có khả năng là sẽ quay đầu giữa năm nay như thường vừa chia sẻ với các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục à, thấy một sự kiện là hồi sáng này đó, khi mà mở cửa thì à, các bạn sẽ nhìn thấy được là cổ phiếu của First Republic đây là ngân hàng mà gặp vấn đề à, chúng ta đã nói tới khá nhiều ngày hôm qua rồi ngân hàng mới nhất mà gặp sự cố thì chúng ta được là First Republic đã mở cửa với chứng khoán giảm thêm 30% trăm nữa nhưng mà kết thúc đó thì cổ phiếu First Republic này đã không thay đổi các bạn ở mức là 34 đô và 27 cent. Tại sao vậy? Tại sao mà mở đầu ngày hôm nay là giảm 30% nhưng mà kết thúc đó thì đã hồi phục lại được? Tại vì chúng ta đã thấy được là Fed đã có một cái chiêu mới thay vì là Fed sẽ cho vay giống như là những cái ngân hàng SVB đó thì họ có thể là dùng những cái tài sản như công trái phiếu dùng làm thế chấp rồi vay lại từ Fed ngắn hạn. Nhưng mà đối với lại ngân hàng First Republic này đó thì Fed đã quy động Tổng cộng là 11 ngân hàng. 11 ngân hàng này đã sẽ coi như là trăm tiền cho First Republic. À, các bạn thấy được là trong đây chúng ta có những ngân hàng rất là lớn là JP Morgan, Citibank, Bank, of America, Wells Fargo. Mỗi ngân hàng gửi 5 tỷ đô la vào ngân hàng First Republic Bank này. À, và chúng ta cũng có ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley. Mỗi công ty đó thì gửi 2.5 tỷ đô la vào ngân hàng First Republic Bank. BNY Mellon, PNC Bank, State Street và US Bank. Mỗi ngân hàng gửi 1 tỷ đô la. Tổng cộng đó là 11 ngân hàng đã gửi 30 tỷ đô la vào trong ngân hàng First Republic Bank này và gửi là không được bảo hiểm bởi FDIC vì đây con số rất là lớn. Thì tại sao Fed lại huy động 11 ngân hàng này gửi tiền vào đó? Tại vì À, có thể là Fed không muốn tiếp tục in tiền nữa các bạn, không muốn tiếp tục lấy thêm những cái công trái phiếu nữa. Tại vì chúng ta đã biết là nếu như mà Fed không in tiền thì cũng có hạn mà thôi không thể nào mà cứ có thêm tiền để mà đưa cho những ngân hàng này. Các bạn được là ngân hàng First Republic họ cần một số tiền rất là lớn tới 30 tỷ đô la lận thì những ngân hàng này đưa cho First Republic coi như là họ gửi tiền vào giống như các bạn gửi tiết kiệm thì không biết là có lời bao nhiêu hay không cũng không có rõ nhưng mà nếu chỉ là vài phần trăm mà đưa 30 tỷ cho First Republic thì lỡ như mà ngân hàng First Republic thật sự là bị sụp đổ thì những cái hàng này tính như thế nào các bạn à, nhưng mà đó là chuyện sau này bây giờ đó thì tôi nghĩ là Fed đã thuyết phục những ngân hàng này đưa số tiền này vào First Republic để hỗ trợ họ làm gì khi mà người dân tới rút tiền những công ty khác tới rút tiền thì First Republic sẽ có tiền để đưa họ mà không cần phải bán công trái phiếu ở mức lỗ hay là không bị sụp đổ và những ngân hàng này nghe lời Fed đưa tiền vào First Republic thì đương nhiên là có lý do rồi nhưng mà giữa Fed và những ngân hàng này đã có thông đường gì thường không có biết được đâu các bạn thường nghĩ chắc chắn là Fed thứ nhất là phải đảm bảo tất cả những ngân hàng, ngân hàng này họ gửi tiền vào First Republic thì đừng có lo tuy là Fed bây giờ không có muốn in tiền đem vào trong thị trường tại vì đang muốn siết chặt tiền để mà chống lạm phát nhưng mà lỡ như mà có chuyện gì đó thì Fed sẽ đảm bảo cái số tiền này mặc dù cái số tiền này không được đảm bảo bởi FDIC Tôi nghĩ là Fed phải đảm bảo một cái gì đó chứ nếu không không những cái hàng này sẽ không có đưa tiền cho First Republic đâu. Và thứ nhìn nữa thì nghĩ là Fed cũng phải hé lộ một chút à, gì đó về chiến lược lạm phát, có nghĩa là khi nào Fed sẽ giảm lãi suất. Thường thì những ngân hàng này cũng phải biết một chút xíu gì đó để có lòng tin gửi tiền vào trong First Republic này coi như là giúp Fed cứu ngân hàng này. Và sau đó đó thì First Republic đã quyết định là họ sẽ không chia cổ tức nữa Tại vì ngân hàng này đang gặp vấn đề về tài chính Và sau khi mà thông báo thì cổ phiếu của First Republic đã giảm 16 trên 98% các bạn Nói chung thì mấy ngày hôm nay có biết bao nhiêu là đảm bảo cho First Republic Nhưng mà người dân thì cũng không có lòng tin các bạn trước nhà đầu tư cho nên chúng ta được là tiền vẫn được rút ra mặc dù First Republic nói là cái số lượng người tới rút tiền đã giảm đi rồi thì đương nhiên ngày qua ngày sẽ giảm đi tại vì những người muốn rút họ đã tới những ngày đầu tiên rồi. À, nhưng mà những nhà đầu tư đó thì họ không có lòng tin cho bạn, họ tiếp tục bán cổ phiếu. Các bạn thấy được là cách đây không lâu đó cổ phiếu ngân hàng này là 147 đô vào đầu tháng 2 đầu tháng 2 thôi các bạn mà bây giờ ngân hàng này à, đang ở mức là 28 đô và 45 cent cho một cổ phần đã giảm như thế nào rồi trong một sự kiện này Fed có thể là cứu tạm thời để ngân hàng có tiền để mà trả cho người mà tới rút nhưng mà còn về giá cổ phiếu thì các bạn thấy là vẫn rất là tơi tả